Vincent Van Gogh từng có một câu nói nổi tiếng, đó là tôi mơ đến những bức tranh và tôi vẽ những giấc mơ. Vào một đêm tĩnh lặng trong một bệnh viện tâm thần ở miền Nam nước Pháp, Van Gogh đã vẽ The Starry Night. Trong bức tranh, ông miêu tả một cảnh quan đêm đẹp tuyệt vời với bầu trời đầy sao và một ngôi làng yên tĩnh ở dưới. Bức tranh cho thấy tình cảm và sự lãng mạn của Van Gogh, nhưng cũng phản ánh cảm giác cô đơn và tuyệt vọng của ông. Van Gogh đam mê vẽ tranh, nhưng cuộc đời của ông chẳng mấy được suôn sẻ. Ông gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp và cuộc sống, bao gồm cả những vấn đề về tài chính và tâm lý. Khi ông ở bệnh viện, Van Gogh thường xuyên bị tấn công bởi những cơn khủng hoảng và suy sụp. Nếu nhìn sâu vào bức tranh, nó sẽ làm cho bạn bị ám ảnh bởi những nỗi buồn của họa sĩ này. Bức tranh này khá là nhỏ, chiều dài của nó còn chưa đến 1 mét. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng đáng lẽ bức tranh sẽ to hơn nếu như là Van Gogh thời điểm đó đủ tiền để mua một tấm vải canvas lớn hơn. Bức tranh gốc ở bảo tàng nghệ thuật Meurer vẫn còn lưu giữ những dấu vân tay của ông, thể hiện việc ông còn thiếu thốn trong dụng cụ để vẽ. Tuy nhiên, một người nghệ sĩ thiên tài vượt lên sự tầm thường của con người, ông đã mang đến cho chúng ta một mảnh nhỏ của vũ trụ, nó bao gồm niềm say đắm trong sự quay cuồng của bầu trời. Nhìn vào thị trấn ở dưới với những tòa nhà nhỏ và nhà thờ cũng nhỏ, những thứ đó cho chúng ta thấy con người có xu hướng luôn tạo ra sự an toàn của riêng mình và chui vào những vỏ bọc. Nhưng khi nhìn lên màn nhảy múa của bầu trời sao, nó chiếm phần lớn không gian của bức tranh, ta lại thấy vũ trụ này luôn luôn chuyển động. Điều đó nói lên rằng con người đang khát khao và tôn thờ sự an toàn một cách giả tạo, trong khi cuộc sống này luôn luôn thay đổi theo thời gian.